quý vị và các bạn, sáng nay Chủ tịch Thượng viện Myanmar Khin Aung Hlin đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Lễ đón chính thức Chủ tịch Thượng viện Myanmar đã được tổ chức trọng thể sáng nay tại Hà Nội và ngay sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Khin Aung Hlin và đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Myanmar sang thăm chính thức Việt Nam, bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy và đưa mối quan hệ giữa cơ quan lập pháp Việt Nam và Myanmar lên tầm cao mới. Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao những thành tựu quan trọng về mọi mặt của Myanmar trong thời gian qua, nhất là về phát triển kinh tế và mở rộng quan hệ đối ngoại, mở rộng quan hệ với các đối tác, nâng cao vị thế của Myanmar trên trường quốc tế. Bày tỏ vui mừng sang thăm Việt Nam, Chủ tịch Thượng viện Myanmar Khin Aung Hlin chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Thông báo khái quát về cơ cấu tổ chức và quy trình bầu cử của Quốc hội Myanmar, cũng như kết quả cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung vào tháng 4 năm 2012 vừa qua. Chủ tịch Khin Aung Hlin cho biết, chính sách đối ngoại của Myanmar là quan hệ hữu nghị với tất cả các nước trên thế giới, đặc biệt với các nước láng giềng khu vực, trên nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, không xâm lược nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng cùng có lợi. Chủ tịch Thượng viện Myanmar Khin Aung Hlin bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, quốc hội hai nước hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong quan hệ đối ngoại và hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Việt Nam rất coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Myanmar. Là hai nước trong khu vực Đông Nam Á, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Myanmar có một bề dày lịch sử. Myanmar là một trong những quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á thiết lập quan hệ và nhiệt tình ủng hộ Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống giặc ngoại xâm và giải phóng trước đây. Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự giúp đỡ quý báu đó. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ giữa hai nước đang không ngừng phát triển, mở rộng ra nhiều lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả. Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm trên mọi lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, xã hội, hợp tác đa phương và hoạt động lập pháp của hai nước. Để thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị cũng như quan hệ giữa cơ quan lập pháp, hai bên thống nhất tiếp tục duy trì việc trao đổi đoàn các cấp để tham khảo, học hỏi kinh nghiệm hoạt động lập pháp và giám sát, sớm tiến hành việc thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Myanmar. Bên cạnh đó, hai bên sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm công tác giữa cơ quan chuyên môn của hai quốc hội và các nghị sĩ nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh, đồng thời tiếp tục hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Hai bên cũng nhất trí sẽ xây dựng và sớm ký một thỏa thuận về hợp tác giữa hai quốc hội.